Chào mừng các bạn đến với kênh Thị Dung. Hôm nay Dung mời cả nhà cùng Thị Dung làm món cua rang me ăn nhé. Cua này là cua lạnh đó cả nhà. Thị Dung mới vừa gã đông. Với cua này thì mình làm cua rang me ăn ngon hơn là mình hấp nha. Cua thì mình chào rửa sạch, sau đó mình sẽ tách ra và mình cắt miếng vừa ăn nhé. Còn mu cua thì Thị Dung sẽ lấy gạch ga và mình sẽ bỏ đi phần mu cua nha. Nguyên liệu của món này gồm 5 con cua biển, khoảng 1,5 kg á các bạn. 1 củ hành tây thì mình sắc muối cao hơi nhỏ nhỏ nha. 200g me, 1 hũ bơ lạc, mình xài khoảng 1 muỗng ăn canh á các bạn. 1 muỗng canh tương ớt và 1 muỗng canh dầu hào. Hành tỏi băm nhuyễn và 1 muỗng canh bột năng nữa nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng làm với Thị Dung nha. Đầu tiên thì mình cho me vào trong một cái thau nhỏ hoặc một cái tô thì mình cho hơn nửa chén nước ấm vào, mình ngâm me nhé. Mình ngâm me trong nước ấm khoảng 15 phút nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị một cái chảo, sau đó mình cho một ít dầu. Tiếp theo thì mình cho vài tép tỏi đập dập vào phi cho nó thơm để mình chiên cua nhé. Khi tỏi vừa vàng thơm thì mình cho cua vào chiên chín 50% và cho cua thơm các bạn. Khi cua vàng thơm hai mặt rồi thì mình sẽ gấp cua ra một cái thau nhé. Tiếp theo thì mình dầm me ra và mình vớt bỏ phần hạt hết nhé. Tiếp theo thì mình cho tương ớt, dầu hào và 4 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê hạt nêm. Sau khi mình cho hết gia vị vào rồi thì mình sẽ quậy tan gia vị để mình làm nước sốt me nhé. Tiếp theo mình cho muỗng canh bột năng quậy tan đều trong 2 muỗng nước lọc. Tiếp theo mình sử dụng phần dầu mà mình chiên cua hồi nãy, sau đó mình cho 1 muỗng canh bơ lạc vào và mình cho hành tỏi băm nhuyễn vào phi thơm nhé. Khi hành tỏi thơm thì mình cho hết phần nước sốt me vào. Lúc này mình có thể điều chỉnh gia vị tăng hoặc giảm theo khẩu vị mỗi nhà mình nhé. Tiếp theo thì mình cho 1 muỗng ăn canh nước bột năng vào để mình tạo nước sốt me hơi sánh lại. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần cua mình đã chiên vào, sau đó mình xào lên cho nước sốt me thấm vào trong cua. Khi cua đã thấm nước sốt me rồi thì mình hạ lửa lại, sau đó mình cho phần củ hành vào. Tiếp theo thì mình cũng cho hết chén gạch cua mà hồi nãy mình lấy trong mu cua á các bạn. Và mình tiếp tục xào lên cho phần gạch cua chín nhé. Gạch cua giúp cho nước sốt me của mình béo rất là ngon luôn các bạn. Nước sốt me này mình chấm với bánh mì là ngon hết sảy con mà bảy nha. Rồi bây giờ mình xào khi phần gạch cua chín là mình có thể dùng được rồi.
mời các bạn cùng thưởng thức món cua rang me với Thị Dung nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Dung. Các bạn vui lòng đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh Thị Dung nhé. Dung kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong video sau. Bye bye!